Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay là em xin thông báo anh em vài mẫu sản phẩm về tiếp tục vừa khui lúc chiều ra đây. Và em sẽ đi từng sản phẩm trước anh em nhé. Tiếp tục chiều hôm nay là em cập nhật thêm cho anh em, đó là ba con âm ly. Trong đây ba con này nữa thì nó là có một con alpha 907 nha. Một con alpha 907 nữa anh em nhé, mới về thêm một con alpha 907, giá vẫn vậy anh em nhé, 14 triệu nha. Giá là 14 triệu đẹp can. Một con ở đây, một con là hai con nhé. Alpha 907 đẹp xuất sắc, 400W đủ để đánh những cặp loa hơi cứng đầu tí xíu. Anh em chơi Boss, sạc Win Vega hay các dòng Pioneer rất là tuyệt vời đó. Rất là tuyệt vời anh em nha. Và hôm nay nữa thì em về tiếp tục là hai con đầu gấu của Xanh Xuôi Mặt Gương, nó là 907 LS Tra. Em có hai con nữa đây. Giá vẫn là 23 triệu 500 ngàn anh em nhé. Giá vẫn là 23 triệu 5 ngàn, đẹp xuất sắc anh em. Có hai con. Đây. Quá đẹp. Đây, ở đây thì nó có một cái con cái họ gỗ nó hơi bị nhăn này, thì em sẽ làm đẹp luôn cho anh em nhé, anh em không phải lo. Đó. Còn máy móc là đẹp hết cho anh em nha, máy móc là đẹp, mặt mũi đẹp, lưng đẹp hết nha, có sàm bảo vệ chỉ cho anh em luôn. Cái chuyện vỏ gỗ thì cái gỗ thì nó dễ làm rồi, còn cái máy nó mới quan trọng. Đó, để hai con chính là vậy đó ta. Con trên thì hồi gỗ nó không bị nha. Rất đẹp. Anh em nhé. Bốn con đầu gấu đều là đầu chính hết. Alpha 907, 907 là extra. Đó. Đối với 907 là extra là 23 triệu 500 một con nha. Quá đẹp rồi. 400W một con nào cũng 400W. Là extra. Tuyệt đẹp luôn. Rồi. Tiếp tục cho anh em là một con CD Luckman, nó là dòng CD Luckman D7 nha, có khiển riêng, dây nguồn riêng kèm theo máy nhé. Con này thì nó cho chất âm rất là hay rồi, và nó có hộp gỗ là hộp gỗ bóng pino, thì anh em có thể kết hợp những dòng con CD này, có thể kết hợp những với những con âm ly của Luckman, ví dụ như là 507 hay là 509 S S hay là mã gì đấy, nó rất đẹp. Còn em chơi thấp hơn thì chúng ta hãy chơi con D700 bên trên kia thì nó rẻ hơn. Đó. Rồi, và tiếp tục hôm nay về thêm cho anh em, nó là một con âm ly đàn ông S10 ba la mã nha. Ba dòng này là chạy 16 sò 300W, tuyệt đẹp nhé. Có dây nguồn riêng chân vàng. Con này thì đang có mức giá là 26 triệu anh em nhé, 26 triệu bao ship, có một con thôi nhé. Mấy con này em tuyển rất là kỹ và chỉ có một con thôi, không có nhiều. Đấy, anh em yêu hãy phone ngay nhé, những con này thì khỏi bàn rồi. S10 ba la mã anh em nhé. Và bên đây là một bộ combo đây. Bộ combo này là bộ combo đời cuối cùng của đầu 10, đó là một con CD kim giai mã DAC 24 bit của đời năm, đó là S10 ba la mã limited, và một con âm ly đời năm S10 ba la mã limited là một bộ cho anh em, có khiển riêng, dây nguồn riêng đây của bộ này đây, nằm đây nhá. Với đầu S10 ba la mã limited thì con này là đẹp không tì vết, thì có mức giá là 24 triệu. Và con âm ly đời năm S10 ba la mã limited, con này thì đang có cái mức giá là 34 triệu anh em nhé, 34 triệu. Thì dự chi bộ này nó lên đến 58 triệu cho một combo như thế này. Nếu anh em lấy cả bộ thì em sẽ tặng cho anh em một cặp dây AV của Mỹ nhé. Rồi, những món này thì nó đẹp quá, em tuyển những con đẹp thôi. Và lưu ý những sản phẩm này, những con đàn ông S10 này là em chỉ bán lẻ cho khách thôi. Lái thì nếu chấp nhận giá cao thì lấy được thì lấy, còn trả giá thì đừng đừng gọi em nha. Rất là hiếm, tại vì vài chục con mình lựa ra được có một hai con đẹp thôi chứ không có nhiều đâu, còn mấy con xấu em không quan tâm
ai lấy thì lấy, làm lại thì làm nhá. Ở đây em có ba con này thôi. Rồi tiếp tục mà hôm nay là em về tối hôm nay là con này là về lúc chiều này, em chưa giới thiệu cụ thể cho anh em thì tối nay em giới thiệu cho anh em luôn. Đây là con Amley Clarkman, đây là 505F, con này là con Gold anh em nhé, con Gold. Con này thì chơi khá tốt những dòng GB Bass 30, ví dụ như 65 Dubai này anh em. Rồi là 166 Horizon này, là 100 Century này, rất là nhiều, rất là tốt, dòng 43 rất là tuyệt vời. Và con Gold này anh em thấy là mặt mũi nó là nhôm phay màu vàng. Con thì này có theo bình thường thì giá con này dao động từ 42 đến 43 triệu anh em nhé, 42 đến 43 triệu. Thì con này có một hai cái vết đầu kim nhỏ xíu nhá, ví dụ như là cái góc trên đây nó có tí tẹo này đó, anh em thấy không. Rồi đây chỗ này nó có miếng lông mèo này. Rồi chỗ này cũng có cái chấm nhỏ xíu đây này đó. Thì nó bị như thế thì em sẽ trừ ra cho anh em. Giá rất là tốt nha, rất là tốt. Giá nó chỉ còn có 40 triệu 500 thôi nè, 40 triệu 500 để cho anh em chơi. Em đã cân đối rất là nhiều rồi. Và em này còn có ca khiển và dây nguồn luôn anh em nhé, có ca khiển và dây nguồn luôn. Rồi quay luôn, máy móc thì rất là đẹp rồi. Này, chân dắt cắm là vàng ghế đó anh em nha, chân nó cắm dắt cắm bắp chuối này. Cho anh em chơi thoải mái nha. Dây nguồn riêng khiển theo máy luôn nha. Có khiển anh em nha, có khiển luôn. Thì đây là con 507U này, thùng xốp này. Và con bên dưới đây là 590 này, 590 590A này. Trùm lót A này. Con này thì cũng đã có chủ rồi. Lúc chiều sáng em đang này đã có chủ rồi nè. 166 Horizon cũng đã có chủ rồi nè. Đó. Đấy. Con 505F này, con này giá cực kỳ tốt anh em nha, giá vậy là tốt lắm rồi. Riêng những con này thì em đã chỉ cho anh em thấy là tổng thể là không có thấy đâu. Mình không chỉ thì anh em không thấy đâu nha. Em không chỉ thì anh em không thấy đâu. Đó anh em không. Bảo đảm anh em, bao anh em là nhìn chụp hình đồ nhìn là không thấy đâu. Còn mình phải soi thì như thế thì nó sẽ mới thấy được, mới lộ rồi. Nó khó lấy nét lắm. Đó, nó phớt qua nè. Đó. Góc này. Tí tẹo thôi. Dấu này mình muốn không thấy luôn á. Rất là nhỏ luôn. Đây nè, em quay trực diện lấy nét cực nét rồi đó, anh em thấy không? Rồi nhá, 40 triệu 500 thôi nè. Cho anh em chơi rất là tuyệt vời. Giá rất là hợp lý luôn, không có xấu đâu. Có nhiều shop như thế này nó báo đẹp keng không thì bé đấy. Nhưng mà em có như vậy thì em báo cho anh em luôn để cho nó an tâm, khỏi phải lăn tăn, khỏi phải suy nghĩ. Đồ em đẹp là em báo đẹp, không đẹp là em báo như vậy đây nè. Nó có tí tẹo đi thế mà em trừ ra luôn. Anh em khỏi phải lo ngại nhé. Rồi và tiếp tục hôm nay một cái em cũng xin thông báo luôn là này, cái bộ combo của Maxin Tóc thì con Amly và con CD, thì con CD đã có chủ về miền Tây, bác khách đã lên chợ rồi và chỉ còn lại con Amly Maxin Tóc. Và ở dưới đây là con biến áp cách ly Aquafy 7kVA cũng đã lên đường cho bác khách chủ. Để tiếp tục là hôm nay em về là con 7kg của Maxin Tóc để cùng với bộ này anh em nhé. Những con biến áp cách ly lập nguồn này rất là đỉnh cao, cho chất âm chúng ta không có bị mất nhé, mất dạy. Đây là một con mâm than mà phải gọi là được design rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời cho anh em chơi, trưng bày đẹp, nghe hay nha, nghe lẫn nhìn. Riêng về cái chặn đĩa để thiết kế cho nó thôi, riêng cái cục này anh em đi mua khoảng 2 triệu nha. Thấy nó đơn giản không có gì anh em, nó độc lắm. Nếu anh em bỏ lên cái chặn đĩa này mà anh em nghe cái tiếng không hay là không biết nói sao luôn. Đó. Rất là tuyệt vời, không phải đơn giản gì đâu anh em nhé. Nó lắc được nha, để chống rung nha. Đó. Đây là thứ nhất. Cái thứ hai. Cái mâm này để sử dụng nguyên cái bộ cơ thôi nha. Em đang nói trước là bộ cơ của Đi Nông, dòng cái bộ cơ của con 1000. Thì cái đầu nguyên cái bộ cơ này không hết bao nhiêu tiền rồi. Cái thứ ba là con này nó sử dụng một cây kim. Đây là cây kim tuyệt vời anh em nhé. Nó hơi khó lấy nét đây. Đó anh em thấy không?
Shure M7 SED. Thì là cái kim này không nha, cái kim không anh em, em chưa tới cái cần, cái kim không đã 7 triệu rồi. À, cái cần em bộ kim với cần này không đã hết hơn chục củ, hai mấy củ, hơn mười mấy củ rồi nè, chưa nói những cái bộ mâm như thế này. Và hiện tại con mâm này tại shop em, con này là em đặt riêng để mình chơi thưởng thức nhá. Thì con này nếu mà anh em nào yêu thì cứ phone cho em nhé. Con này không giá không rẻ nha anh em nha. Con này nó hay hơn những cái con Mỹ mà em bán nữa. Con này có mức giá là 35 triệu. 35 triệu anh em nha, 35 triệu. Đó. Anh em cảm thấy hợp thì mình chơi thôi nha, đừng có phải suy nghĩ lang tàn những cái con cao cấp này. Cái con này đẹp thì chúng ta có thể làm thêm một cái chân. Nó giống như thế này này, nó dài nó cao lên, nó giống như một cái mâm than cao cấp. Chúng ta hay trưng bày 100 mấy chục triệu đấy. Nó đó, chắc nó không có thua những con đó đâu. À, quan trọng là cái kim này. Và cái đặc biệt là cái dây bộ kim này phải có cái dây kết nối là cái rất đặc biệt của nó, anh em thấy không? Đó, nguyên khối luôn này. Chân là chân màu vàng chứ không phải chân bạc nữa, dây mát nó luôn. Đó. Rồi nếu nào anh em lấy á, thì hôm nay em có về được một chục cây chổi lau đĩa. À, nó khác với cái chổi hôm trước mà em bán nè, cái chổi này là lông mịn nha. Giá trị lắm anh em. Nhìn nó hay hay, nó sang sang cho anh em vẽ bùa vẽ rắn. Để em lấy ra nhé. Đây. Đây là cây chổi lau đĩa của hãng MK luôn này, chứ không phải là chổi thường. À. Nó lau là sạch đĩa này, không sợ bị trầy đĩa, xước đĩa này. Đó. À, rất là tuyệt vời. Và cái cây chổi này nếu mà bán thì nó đâu đó nó khoảng 300 ngàn một cây. Đó, 300 ngàn một cây anh em nhé. Em về có 1 cây thôi. Đấy, 1 cây thôi. Anh em nào biết thì trải nghiệm chơi nhé. Và anh em nào nếu mà em lấy cái mâm này thì em sẽ tặng cho cây chổi lau này. À, rất là tuyệt vời. Đấy, rất là mềm, rất là mịn ha. Nó còn hơn những, nó mịn mịn, nó còn hơn những cả cái cây son của mấy chị em mà trang điểm nữa. Nó đến mức vậy. Nó làm tuyệt đối để cho sạch bụi mà không có bị trầy xước đĩa của chúng ta. Rồi, đây là cái con mâm than mà em rất là thích, rất là thích luôn. Thì chắc em có lẽ em sẽ test sớm để cho anh em mình thưởng thức nhé. Với con ly mắc sinh tốc này thì nó có đủ cái đổ vào, nó có cả ngõ vào phono MM và MC luôn. À, để anh em chơi đĩa than rất là tuyệt vời. À, còn riêng Acophay á thì anh em phải có qua một cái cạc ha, với cạc chuyển phono hoặc là cái con monobox, phonobox để anh em chơi nhé. Rồi và tới đây thì em xin kết thúc clip nhé. Anh em nào yêu thì sản phẩm nào thì hãy phone ngay cho em. Phone ngay cho em qua số điện thoại 0343612345 anh em nhé. Tới đây thì em xin kết thúc clip và xin cảm ơn rất nhiều.